mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn clip được camera hành trình ghi lại cảnh ba người đàn ông chặn đầu xe container khiến tài xế lo sợ chuyện chẳng lành, nhưng hành động sau đó của ba thanh niên khiến tất cả phải cười ra nước mắt. Vào khoảng 0 giờ ngày 5 tháng 1, khi đang lưu thông trên đường gần chợ Đường Cái, Văn Lâm, Hưng Yên, thì xe container bất ngờ bị ba người đàn ông chạy xe máy chặn đầu. Ba người này đèo nhau trên một chiếc xe máy, bất ngờ lao ra giữa đường chặn đầu khiến tài xế xe container phải phanh gấp tránh. Ba người bước xuống xe loạng choạng không đứng vững, một trong số đó còn tiến về phía cabin container, khiến tài xế lo lắng chuyện không hay giữa đêm muộn. Cứ nghĩ đối phương sẽ cà khịa sinh sự đánh nhau, thì hóa ra anh ta tiến tới để nói lời xin lỗi một cách rất chân thành. Qua chia sẻ thì ba người đi nhậu về muộn, do nhầm lối rẽ sang đường nên mới xảy ra tình huống nguy hiểm này và mong tài xế thông cảm. May mắn là sự cố không để lại hậu quả gì nghiêm trọng, tuy nhiên đây cũng là bài học và lời nhắc nhở mạnh mẽ tới ba người đàn ông, uống rượu thì không cầm lái.